xe đầu kéo UD-Truck chính hãng Nhật Bản, 350 mã lực phiên bản mới nhất 2024. Xin chào anh chị khách hàng và tất cả mọi người. Em là Pháp, đại diện bán hàng của xe tải xe đầu kéo UD-Truck tại Bình Dương. Hôm nay em sẽ review và đánh giá chi tiết cái sản phẩm mới nhất này để mọi người cùng tham khảo. Về mặt thương hiệu thì UD-Truck là một cái hãng xe tải của Nhật Bản được thành lập từ năm 1935. Hiện tại thì trụ sở chính được đặt tại Saitama, Nhật Bản, và để phục vụ thuận lợi cho cái việc giao hàng của trong các nước khu vực Đông Nam Á cũng như là châu Á Thái Bình Dương thì nhà máy UD-Truck được xây dựng tại Thái Lan vào năm 2013. Thì những cái sản phẩm xe tải xe đầu kéo hiện tại có mặt ở Việt Nam là được nhập nguyên chiếc từ nhà máy Thái Lan về Việt Nam. Xin mời mọi người cùng em đi đánh giá chi tiết cái phiên bản mới nhất này có gì khác và có những ưu điểm gì so với cái phiên bản cũ cũng như là những cái đối thủ cạnh tranh khác. Trước tiên thì về ngoại thất thì mọi người có thể thấy là ở cái phiên bản 2024 này nó khác biệt so với cái phiên bản mà trước đây là 2022. Đấy là cabin nóc cao, 2 giường nằm. Còn lại những cái trang bị cơ bản thì đây mọi người cùng theo dõi. Thứ nhất là kính mo, kính chiếu hậu thì vẫn giữ nguyên như là phiên bản 2022. Thì những cái thiết kế của những chiếc xe đến từ Nhật Bản thì thường nó rất là nhìn vào rất là đơn giản. Tuy nhiên thì cái bộ kính này khi mà tài xế chạy trên xe thì quan sát rất là rộng, góc rất là tốt. Tiếp tục thì là cái theo thiết kế của những cái hãng xe đến từ Nhật Bản thì chủ yếu vẫn là hai màu chủ đạo là màu trắng và màu đen. Mọi người cũng có thể thấy là ở Hino hay là Isuzu thì cái màu chủ đạo vẫn là màu trắng và màu đen. Đấy là cái màu cơ bản của những chiếc xe mà đến từ Nhật Bản. Thì ngoài ra thì những cái phiên bản màu khác thì anh chị có thể yêu cầu. Về hệ thống đèn pha thì vẫn giữ nguyên cái thiết kế là đèn pha cốt là đèn halogen và đến từ thương hiệu Hella của Đức. Đèn sương mù cũng đến từ thương hiệu của Hella. Tiếp tục một cái chi tiết rất là quan trọng trên xe đầu kéo là phần lốp. Thì lốp thì vẫn giữ nguyên là lốp với kích cỡ là 295/80, mâm là 22.5 inch, và lốp này là lốp không xăm của thương hiệu là Brighton, một thương hiệu của Nhật Bản. Lốp thì được sản xuất tại Thái Lan. Tiếp tục là hệ thống treo. Thì hệ thống treo của cái xe đầu kéo này sẽ là nhíp lá và giảm chấn thủy lực. Tiếp theo là bình ắc quy của xe đầu kéo này. Xin mời mọi người. Đấy, đầu kéo này trang bị hai bình ắc quy. Bình ắc quy được sản xuất tại Thái Lan với thông số là 12V và điện lượng là 150 Ah/giờ. Thì mọi người có thể thấy hai bình ắc quy này nhìn rất là uy tín, rất là lớn, nhìn là thấy nó đã rất là chất lượng rồi. Một cái điểm mà khác biệt trên cái xe đầu kéo này phiên bản 24 so với 22 đó là được trang bị tới hai bình dầu. So với phiên bản 2022 thì trang bị bình dầu có dung tích là 315 lít. Tuy nhiên thì nhu cầu của người sử dụng nhiều hơn và đã phản hồi với nhà máy thì ở phiên bản này đã gắn hai bình dầu. Một bình dầu lớn bên kia là 400 lít, bình dầu này là 200, thì tổng đã là 600 lít rồi, gần như là gấp đôi so với phiên bản cũ. Đây là một cái cải tiến mà cũng rất là hữu dụng của nhà sản xuất. Tiếp theo thì xin mời mọi người đến cái hệ thống treo sau. Thì đầu kéo 350 mã lực này sẽ là hai cầu sau sẽ là hai cầu chủ động, cho nên là hệ thống treo sau sẽ là vẫn là nhíp lá và giảm chấn thủy lực cộng với là hai cầu. Đây là hai cái cầu của đầu kéo UD-Truck. Khung gầm và cầu mọi người có thể thấy là nhìn rất là chắc chắn với
thanh dằn chữ V. Thì với thanh dằn này sẽ bảo vệ bạc trục ba lăng được tốt hơn. Hệ thống saxi cũng rất là dày đặc, với ba lớp. Đây, với những cái khu vực mà chịu lực thì mọi người có thể thấy là hệ thống bu lông rất là dày đặc, đảm bảo chịu lực rất là tốt. Với saxi thì được sản xuất tại Nhật Bản. Mọi người có thể thấy ở đây là số khung, số number chassis là bắt đầu bằng chữ GB. G sẽ là mã nước sản xuất. Saxi được nhập khẩu từ Nhật Bản với công nghệ luyện kim của Nhật Bản thì rất là đảm bảo độ bền và độ cứng cáp. Mọi người có thể thấy màu sắc của saxi, nhìn vào đã biết là của Nhật rồi. Những cái saxi đến từ Hàn Quốc hay là Trung Quốc sẽ có những cái màu sắc đặc trưng khác, còn Nhật Bản thì nó sẽ thường thường nó sẽ có màu như thế này, nhìn vào là biết là của Nhật rồi. Tiếp tục là cái chi tiết nữa, đó là cái mâm kéo. Thì mâm kéo gắn trên xe đầu kéo UD này là mâm kéo của thương hiệu Zork, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Đức. Mọi người có thể xem ở cái mã ở đây là GSK37C, thì đây cũng chính là cái mâm kéo mà được gắn trên đầu kéo HD1000. Đây là một trong những cái mâm kéo mà có thể nói là tốt nhất hiện tại và đang có ở Việt Nam. Tiếp tục xin mời mọi người đến với cái phần quan trọng nhất của xe đầu kéo, đó chính là động cơ. Thì đầu kéo này đang bị những cabin bằng điện thao tác rất là dễ dàng. Đây là khối động cơ của xe đầu kéo Uletrek 350, mọi người có thể quan sát một vòng. Khối động cơ của cái hãng xe đến từ Nhật Bản thì mọi người có thể từng chi tiết nó rất là sắc nét, rất là bố trí, rất là gọn gàng với những cái logo UD được dập nổi. Thì thông số của động cơ này là như thế nào? Thì động cơ trang bị là với 6 xi lanh thẳng hàng, có turbo tăng áp với công suất cực đại là 350 mã lực tại vòng tua là 2200 vòng trên phút, và sản sinh ra mô men xoắn cực đại là 1200 newton nhân mét tại vòng tua là từ 1200 tới 1600. Thì cái với khối động cơ này vừa có sức mạnh và vừa tiết kiệm nhiên liệu, nó phù hợp với những cung đường bằng thẳng và tải đủ tải thì nó sẽ rất phù hợp, thì sẽ rất tiết kiệm nhiên liệu. Còn anh chị nào mà nếu như mà sử dụng khối động cơ này dài hoặc là kéo hàng nặng hơn thì có thể dùng khối động cơ của 410. Thì với tiêu hao nhiên liệu thực tế mà khách hàng đã sử dụng và phản hồi về thì trăm cây chỉ tiêu hao là từ 28 tới 32 lít trên 100 cây, tùy vào cung đường và tùy vào tài xế. Thì tài xế cũng là một cái yếu tố rất quan trọng mà ảnh hưởng tới cái việc tiêu hao nhiên liệu. Với khối động cơ 350 mã lực này, sức kéo cho phép hiện tại tham gia giao thông là 39 tấn 250, là khối lượng hàng hóa kéo theo từ đi cái rơ móc ra thì khách hàng có thể kéo đủ tải. Thì hiện tại là em đang có mặt trên cabin nội thất của xe đầu kéo Uletrek 350. Thì mọi người có thể xem tổng thể thì ở cái phiên bản 2024 này, nóc cao 2 giường thì đã có cái cabin rộng rãi hơn và 2 giường nằm so với trước đây là 1 giường nằm. Thì đấy, rõ nhất là cái giường ở phía sau này thì trước đây thì nó sẽ hẹp hơn, là nằm nó không được thoải mái. Tài xế thì cũng rất nhiều anh em đã phản hồi thì ở phiên bản này đã được cải tiến, giường đã rộng rãi hơn và trang bị tới 2 giường để đáp ứng cho nhu cầu mà đi đường xa cũng nghỉ ngơi thoải mái. Thì với cabin nóc cao thì thêm một cái điểm nữa, đấy chính là cái không gian ở phía trên, ở phía trước này cũng được rộng rãi hơn với nhiều hộc để đồ lớn hơn, có thể để hành lý của tài xế trên này hoặc là hồ sơ giấy tờ cũng đều rất là thoải mái. Hai loa âm thanh ở hai bên, trên trần thì cũng có cửa sổ lấy gió trời, hai đèn hai bên. Đấy là những cái trang bị cơ bản. Còn lại ở phía dưới thì vẫn như cái phiên bản 2022 thì cũng đã là Euro 5 hết rồi, thì ghế bên tài sẽ là ghế hơi, rất là thoải mái, ngồi rất là thoải mái.
đi theo xe sẽ là những cái trang bị như là máy lạnh, radio chính hãng theo xe. Đây thì phanh tay sẽ là phanh hơi lock key. Thì ở đây cũng có những cái hộc để thẻ tài xế hoặc là phí cầu đường hay là để nước ở đây. Cần số thì vẫn sẽ trang bị là 9 số tiến và 1 số lùi với 2 tầng. Với hộp số này sẽ là số vả. Thì qua trái sẽ là tầng chậm 1, 2, 3, 4. Gạt qua phải thì sẽ là tầng nhanh 5, 6, 7, 8. Số xe cũng là số tiến, R là số lùi. Và sẽ là 9 số tiến và 1 số lùi. Và cái nổi bật nhất ở cái trên cái nội thất của xe đầu kéo này chính là vô lăng và bảng đồng hồ táp lô. Thì vô lăng của đầu kéo UD Truck 350 này 4 chấu, đây là cái thiết kế vô lăng của UD Truck. Nó không có trang bị hiện đại nhưng mà mọi người có thể thấy là nhìn thì nó rất là đẹp và thiết kế này rất là sang trọng. Nổi bật nhất vẫn là xe phần đồng hồ táp lô. Với tiêu chuẩn mới hơn thì bảng đồng hồ đã được làm mới hơn, đẹp hơn rất là nhiều. Bên tay trái sẽ là tốc độ của xe. Bên tay phải sẽ là một cái đồng hồ đo vòng tua máy. Thì ngoài ra các thông số khác như là bình hơi và ure cũng được hiển thị trên bảng đồng hồ này. Ở đây thì sẽ có 4 nút điều khiển là home, lên xuống trái phải và menu. Mọi người có thể điều chỉnh ở đây để xem những cái thông số cần thiết. Ngoài ra thì khi bàn giao xe thì anh chị vẫn có thêm cái hướng dẫn sử dụng bảo dưỡng. Sách này thì cũng đã được dịch ra tiếng Việt và hướng dẫn đầy đủ trên cái đồng hồ táp lô này. Tất cả các mục mọi người có thể tham khảo cái sách hướng dẫn này thì để thao tác tác trên cái đồng hồ này. Với những cái cảnh báo lỗi thường xuyên xuất hiện thì mọi người cũng có thể đọc và tra trong này thì biết là cái xe mình đang gặp tình trạng gì thì có thể gọi cho dịch vụ để mà xử lý được dễ dàng hơn. Trên này gần như cũng có đầy đủ cái hướng dẫn thao tác cũng như là cái cảnh báo trên cái đồng hồ táp lô này, rất là dễ dàng để sử dụng. Thì đấy là những cái chi tiết cơ bản, còn những cái chi tiết khác thì như là còi thì cũng đã trang bị là còi hơi và còi điện rồi. Cửa sổ sẽ là auto bên tài, cái kính sẽ là chỉnh điện và auto bên tài. Thì đấy là bên trong cái khoang nội thất của xe đầu kéo này. Thì mọi người có thể tìm hiểu kỹ hơn, xem kỹ hơn, đến trải nghiệm thực tế tại showroom của UD Truck Bình Dương thì mọi người sẽ tham khảo kỹ hơn. Thì vừa rồi em đã review đánh giá chi tiết cái sản phẩm xe đầu kéo UD Truck 350 mã lực tiêu chuẩn Euro 5 này. Thì cái mà khách hàng quan tâm nhất vẫn là cái mức giá và chính sách bảo hành bảo dưỡng. Thì giá hiện tại của sản phẩm này mới nhất 2024 là 1.822.000.000. Tuy nhiên thì giá có thể thay đổi theo từng thời điểm, theo chính sách thuế của nhà nước cũng như là các chương trình khuyến mãi của nhà phân phối. Về chính sách bảo hành thì xe đầu kéo này được bảo hành là 2 năm hoặc là 300.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Bảo dưỡng thì với chu kỳ sẽ là 25.000 km sẽ bảo dưỡng một lần. Với tính ra cái mức trung bình bảo dưỡng cho 100.000 km đầu tiên là tổng số tiền bảo dưỡng rơi vào khoảng 46 triệu thì trung bình 1 km chỉ tốn 460 đồng mà thôi. Đây là cái mức chi phí mà bảo dưỡng có thể nói là tốt nhất trong cái phân khúc xe đầu kéo cao cấp hiện tại. Thì mọi người có thể comment ở bên dưới là cái chi phí bảo dưỡng của Hino, Isuzu hoặc Hyundai. Nếu mọi người có thông tin chính xác thì có thể comment bên dưới để cho em tham khảo cũng như là các anh chị khách hàng tham khảo chính xác hơn. Thì mọi người trải nghiệm xe trực tiếp thì có thể đến UD Truck Bình Dương ở địa chỉ là số 39A trên 11 quốc lộ 1A, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, Bình Dương để trải nghiệm xe trực tiếp. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay thì có thể like, share và đăng ký kênh để em có động lực làm tiếp những cái video sau gửi đến anh chị. Cảm ơn đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở video sau. Thank you.